Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Sau đây sẽ là những tin chính có trong chương trình. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang ở thăm nước ta. Đổ sập công trình xây dựng trung tâm thương mại Lotte Mart Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đảng Cứu nguy dân tộc đối lập tại Campuchia bất ngờ tuyên bố từ chối tham gia tổ công tác điều tra những vi phạm diễn ra trong cuộc bầu cử vừa qua. Australia ký thỏa thuận mới với quốc đảo Nauru nhằm ngăn chặn làn sóng những người tị nạn tới Australia bằng thuyền. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp phát triển tích cực trong thời gian gần đây. Hai bên đã trao đổi và thống nhất về cơ bản nội hàm và lộ trình nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong thời gian tới. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã tập trung trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế thương mại cho tương xứng với tổng thể quan hệ chung của hai nước, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam Pháp tại mỗi nước và đặc biệt là các hoạt động văn hóa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao trong khuôn khổ năm Việt Nam Pháp. Hai bên cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phía Pháp ủng hộ việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực có ý nghĩa quan trọng này. Về phía Việt Nam, với tư cách là điều phối viên quan hệ ASEAN-EU, Việt Nam khẳng định ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN. Cùng ngày tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Nghị. Trong bầu không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước, trong đó có các biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai nước thời gian qua, nhất là thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước. Hai bộ trưởng nhất trí cho rằng việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện, nhất là giữa các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng như trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kết nối giao thông hai nước. Hai bên cũng đánh giá hợp tác giữa hai bộ ngoại giao ngày càng hiệu quả và nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Ngày 4 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng tiểu dự án 2 đoạn cải tuyến quốc lộ 1 từ cầu Ba Gian, nút giao tuyến tránh thành phố Thanh Hóa và đại lộ Lê Lợi. Tiểu dự án 2 có chiều dài 11 km đi qua địa phận huyện Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 2.632 tỷ đồng, sẽ được thi công trong vòng 18 tháng. Quy mô tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 20,5 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, có giải phân cách ở giữa, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trên tuyến sẽ có 3 cầu được thiết kế vĩnh cửu, gồm cầu vượt nút giao thông quốc lộ 1 và đường sắt, cầu sông Tào và cầu Nguyệt Viên qua sông Mã. Sau khi hoàn thành tiểu dự án 2, đoạn cải tuyến quốc lộ 1 từ cầu Ba Gian, nút giao tuyến tránh thành phố Thanh Hóa và đại lộ Lê Lợi sẽ góp phần làm giảm lưu lượng giao thông qua thành phố Thanh Hóa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cửa ngõ phía bắc của thành phố Thanh Hóa. Đoạn qua cầu Hoàng Long, cầu Hàm Rồng Vượt và cầu Tàu Xuyên vốn có bề rộng mặt cầu chỉ đảm bảo lưu thông cho 2 làn xe cơ giới. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên tuyến quốc lộ 1, giúp kết nối giao thông thuận lợi trên toàn tuyến nói chung và qua địa phận tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Là cơn bão thứ 5 trên Biển Đông kể từ đầu năm 2013, bão Jebi được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới đã nhanh chóng mạnh lên cấp 8, cấp 9 và đổ bộ trực tiếp vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn, gió giật mạnh tại các tỉnh Đông Bắc Bộ. Nhờ công tác phòng chống tích cực, miền Bắc đã giảm nhẹ được đến mức thấp nhất thiệt hại do bão. Và lúc này, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, triển khai phương án phòng chống lũ sau bão. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến sáng ngày 4 tháng 8, bão số 5 đã làm 4 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại. Nhiều cột điện, cột anten, viễn thông bị đổ,
vỡ một số lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố cùng chính quyền địa phương các huyện, xã, thị trấn huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Tại tỉnh Quảng Ninh có 3 người bị thương nhẹ đã được cấp cứu kịp thời, đổ 2 cột anten viễn thông cao 42m tại huyện Hải Hà và Đầm Hà, đổ 6 nhà cấp 4, tốc mái 332 nhà cấp 4 và 796 công trình phụ, đổ 14 cột điện hạ thế, vỡ 5 ô lồng bè nuôi trồng thủy sản, đổ 3 hectare cây keo, đổ và gãy nhiều cành cây, vùi lấp một số diện tích lúa muộn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Thành phố Hải Phòng có một nhà bị cháy do chập điện, sập một nhà mái tôn, sập 100m2 mái tôn trụ sở văn phòng, tốc 3 mái nhà, xưởng, ảnh hưởng tới năng suất của 50 hectare rau màu, vỡ một bè nuôi trồng thủy sản, đứt 3 phao dẫn luồng khu vực bến bèo Cát Bà, sạt 35m đường 356 Cát Bà, đổ gãy 35 cây xanh, đứt đường dây 35 kV tại xã Phù Long và đường hạ thế tại xã Hiền Hào, Cát Hải. Một số địa phương khác như Lào Cai, Hòa Bình cũng đã có thông tin báo cáo về thiệt hại do bão số 5. Tỉnh Bắc Giang có một người bị thương, hơn 1.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Ngày 2 tháng 8 đã xảy ra sự cố sạt lở bến gốm Đê Bối Dương Đức, xã Dương Đức. Chiều dài cung sạt từ 8 đến 10 mét, ăn sâu vào chân từ 2 đến 2,5 mét. Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang đã chỉ đạo bạt mái, giảm tải, đóng cọc và dùng bao tải đắp xử lý hoàn thành hồi 11 giờ ngày 3 tháng 8. Tỉnh Bắc Ninh có diện tích hoa màu các loại bị hư hại 745 ha. Tỉnh Lạng Sơn có một nhà bị sập, 105 nhà tốc mái và một trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đổ cột truyền hình, một cột điện và một số cây lớn trên tuyến đường của huyện Đình Lập, Lộc Bình. 60 ha lúa màu bị ngập. Toàn tỉnh Lạng Sơn có 37 vị trí sạt lở với tổng khối lượng đất sạt lở khoảng gần 10.000 mét khối. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập các đoàn kiểm tra đến các địa bàn trọng điểm, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân di rời khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở đất, nước sông suối lên cao, huy động lực lượng với phương châm 4 tại chỗ để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Tại tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, mưa lớn diễn ra trong thời gian dài kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến quốc lộ 279, phân đoạn đèo Tây Trang. Đây là tuyến đường huyết mạch trọng yếu nối thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Trong ngày 3 và rạng sáng 4 tháng 8, đoạn từ cầu Na 2 đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở, vùi lấp mặt đường lên đến hàng vạn mét khối, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay trong đêm 3 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn đường bộ 226 đã nhanh chóng huy động nhân công, máy móc, thiết bị tập kết ứng trực tại các điểm sạt lở. Đến 11 giờ ngày 4 tháng 8, giao thông trên đèo Tây Trang đã tạm thời được thông tuyến. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau bão lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh. Tại Lào Cai, mưa vẫn còn tiếp diễn, lũ trên sông Hồng và sông Chảy vẫn đang tiếp tục lên. Nước của hệ thống sông Thái Bình cũng tiếp tục lên nhanh. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức 5,8m, trên mức báo động 2 là 0,5m. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức 5,8m, trên báo động 2 là 0,5m. Trên sông Thái Bình tại Phả Lại lên mức 4,5m, trên báo động 1 là 0,5m. Mực nước sông Thao, sông Lô sẽ lên nhanh. Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, sau đó sẽ lên. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 8 tại Hà Nội có khả năng sẽ lên cao tới mức 6,70m. Để chủ động đối phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương miền Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, người dân sinh sống dọc hai bên vùng thấp, ven sông Hồng, sông Chảy và các vùng núi cao cần theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện pháp phòng tránh trượt lở đất và lũ ống lũ quét. Chuyển sang các thông tin khác, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, Trung tâm Thương mại Lotte Mart Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ đổ sập. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ đổ sập được xác định là do quá trình thi công mặt sàn bê tông tầng 2 có diện tích 300m2 bị sập đè lên tầng 1. Sau sự cố sập công trình, Sở Xây dựng Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra. Bước đầu, công trình xây dựng Trung tâm Thương mại Lotte Mart Bình Dương thi công đúng theo thiết kế. Tuy nhiên, sự cố gây đổ sập trong lúc đổ bê tông vẫn đang được kiểm tra toàn diện. Trung tâm Thương mại Lotte Mart Bình Dương được xây dựng trên diện tích đất 10.000 m2. Hiện công trình đang trong quá trình xây dựng phần thô và tiến hành đổ bê tông mặt sàn tầng 1. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra toàn diện công trình này.
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cho biết hiện đã tìm thêm được 3 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano tại Cần Giờ tối ngày 2 tháng 8. Như vậy, sau 2 ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm được 5 nạn nhân và hiện vẫn còn 4 nạn nhân bị mất tích. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Phạm Duy Phúc, sinh năm 1959, quê ở Quảng Bình, là người lái chiếc cano bị nạn. Thi thể của ông Phúc được tìm thấy vào lúc 8 giờ 10 phút sáng nay. Trước đó khoảng 7 giờ 15 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm được 2 thi thể nạn nhân khác là Hà Tiến Sơn, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh năm 1993, quê ở Tiền Giang. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, 3 thi thể đã được đưa về Vũng Tàu, bàn giao cho các cơ quan chức năng và người thân. Như vậy, các lực lượng chức năng đã tìm được tổng cộng 5 nạn nhân mất tích trong vụ chìm cano tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 4 tháng 8, Cục Hàng hải Việt Nam và Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ra hiện trường phối hợp với các đơn vị đang túc trực để tiếp tục tổ chức tìm kiếm 4 người hiện còn đang mất tích, bao gồm Đào Mạnh Cường, Hoàng Trung Biên, đều sinh năm 1985 ở Thái Bình, và 2 người còn lại đều quê Thanh Hóa là Nguyễn Bá Đức, sinh năm 1983 và Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1988. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 8, chiếc cano bị nạn đã được kéo về cảng Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận để khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ chìm cano đặc biệt nghiêm trọng này.